Chào mọi người, Du Cây đây. Sẽ ra sao nếu thế giới này không còn phụ nữ tồn tại nữa nhỉ? Bộ phim hôm nay sẽ cho ta biết điều đó. Bộ phim lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, nơi đã bị tàn phá bởi một loại virus chết người. Cả nam và nữ đều có thể nhiễm và mang virus gây bệnh. Nhưng kỳ lạ rằng nó chỉ giết chết nữ giới. Điều đó đã khiến cả thế giới chìm trong hỗn loạn, các nhà khoa học đang phải vật lộn để tìm ra phương pháp chữa trị. Loại virus này rất kỳ lạ vì nó không bắt nguồn từ các sinh vật, mà rơi xuống trái đất như là tro bụi. Toàn bộ thế giới bị phá hoại bởi những đống tro tàn kỳ lạ này, chúng xuất hiện như là sương mù. Nhiều tháng trôi qua, dân số nữ giới đang giảm trầm trọng với tốc độ nhanh chóng gây nguy cơ tuyệt chủng. Và vì phụ nữ có thể nhiễm virus từ những người đàn ông sống gần họ, nên chính phủ trên khắp thế giới đã bắt đầu một chiến dịch. Trong chiến dịch này, phụ nữ được chuyển đến một trại cách ly và được hứa rằng sẽ giữ an toàn cho họ. Nhưng hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, họ bị ép buộc phải đến trại, nơi tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm tàn khốc và đau đớn để nghiên cứu loại virus này. Kết quả là, phụ nữ đã trở thành một giống loài cực kỳ quý hiếm. Họ trở thành những con hàng có giá trị hàng triệu USD được chính phủ treo giải cho bất kỳ ai bắt được một người phụ nữ còn sống và giao nộp cho họ. Cảnh sau đó, ở một căn hộ được che kín, u ám, tối tăm cách ly với thế giới xung quanh, có một người đàn ông tên William, sống cùng anh ta là người bạn gái Eva. Hai người có thể sống bên nhau hạnh phúc ở đây giữa tận thế khắc nghiệt như này hóa ra do Will đã giấu cô rất kỹ trước chính phủ. Will thậm chí không cho phép cô ấy bước ra ngoài căn hộ hoặc sử dụng điện thoại. Dù là vì để giúp cô ấy sống sót nhưng ngày qua ngày trôi qua như vậy. Sự kiểm soát quá mức của Will khiến Eva ngày càng cảm thấy ngột ngạt tù túng trong nơi trú ẩn an toàn này. Cô ấy khao khát được bước chân ra ngoài và cảm nhận ánh nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây. Để cho con tim ngất ngây. Vào ngày thứ 400, Eva đã thật sự phát điên, em quay cuồng trong mơ hồ. Nên cô ấy lén mặc bộ đồ bảo hộ và chạy lên nóc tòa nhà của họ. Ngay sau đó, Will nhanh chóng phát hiện ra và chạy đuổi theo cô ấy. Dù đã chạy thụt lòn nhưng Will đã không ngăn nổi sự nu lô của Eva. Cô ấy mở đồ bảo hộ ra và hít khí trời để mặc cho mình thứ cho bụi ấy dính vào người. Đối với Eva, nhốt mình trong nhà cách ly và chứng kiến hàng tỷ người bị giết chết bởi loại virus bí ẩn không phải là cuộc sống mà cô muốn sống. Nguyên văn đoạn hội thoại xúc động này là: em ơi, anh năn nỉ em luôn á, về với anh đi mà hu hu. Đéo anh ơi, tha cho bé đi, quá mệt mỏi với cái tinh thần này rồi. Sau cùng Will cũng đã thuyết phục được cô ấy trở về nhà kèm sắc mặt lạnh băng. Eva đi tắm còn Will ngồi ôm đầu đau đớn gục ngã. Tắm xong, Eva lấy bộ dụng cụ và làm xét nghiệm kiểm tra mình có nhiễm virus không. Trong khi đang chờ kết quả, tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài căn hộ của họ. Thôi ăn lòn rồi em ơi. Will nhanh chóng dắt Eva vào ngăn bí mật dưới giường với không một động tác thừa nào. Sau đó, cảnh sát vào nhà. Họ khám xét nơi này một lúc rồi tra hỏi Will về thân phận của anh ta. Will nói rằng căn hộ này do Eva và Caroline đã thuê. Caroline là người đã không may mất mạng vì virus. Will khẳng định rằng Caroline là bạn gái của anh ấy và anh đã xây dựng khu cách ly này cho cô ấy. Sau đó, cảnh sát hỏi anh ta về Eva và Will đã xạo lòn rằng cô ấy đã mất tích từ khi virus tấn công. Sau một hồi điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng tin rằng không người phụ nữ nào trong căn hộ và rời đi. Trong lúc đang rời đi, một trong số họ quay lại và nói rằng: mày nghĩ mày qua mắt tao được hả thằng nhóc, tao biết Eva đang ở đây. Anh ta đã nhìn thấy lọ que thử mà Eva để quên trên bàn. Xét nghiệm dương tính, nghĩa là Eva đã nhiễm virus. Tuy nhiên, hắn ta thương hại cặp đôi và quyết định không báo cho đồng nghiệp về tung tích của Eva. Trước khi rời đi, anh ta nói với Will rằng hãy tận hưởng những ngày cuối cùng bên cô ấy. Will cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng. Căn hộ này nay đã không còn an toàn, buộc cả hai phải trốn khỏi thành phố và sống cô lập ẩn dật khiến cặp đôi đau khổ và hồi tưởng. Nhớ không em lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện cầu. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ. Eva ăn mặc như một người đàn ông. Trên đường đi, họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Không lấy làm ngạc nhiên khi thấy băng vệ sinh miễn phí, vì còn điếu phụ nữ đâu mà dùng. Nhưng khi Eva đang lén lút lấy băng vệ sinh, người nhân viên cửa hàng đã lột mũ cô ấy ra. Ông ta sửng sốt khi nhìn thấy một người phụ nữ sau một thời gian rất dài như vậy. Eva sợ sợ lòi le, Will nhanh rút súng ra và đe dọa ông im mồm lại. Khi người đàn ông nằm xuống đất đầu hàng, cặp đôi nhanh chân chạy ra khỏi cửa hàng. Khi họ đang lái xe đi, cảnh phim bắt đầu hồi tưởng lại thời gian khi chưa diễn ra đại dịch. Trên TV, trong một chương trình họ đưa tin rằng một sao chổi hiếm đang di chuyển đến gần trái đất. Khi đó, Will đang chuyển đồ đến căn hộ của Eva sau nhiều năm hẹn hò.
Một ngày nọ, khi cả hai đang anh đút em ăn thì trên trời rơi xuống những vật thể trông như tiết rơi. Cặp đôi hoang mang Hồ Quỳnh Hương vì nghĩ mùa đông làm điếu gì đã tới đâu. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, họ nhận ra đó là thứ trông như tro bụi. Ngay sau đó, người bạn thân nhất của Eva là Caroline trở về nhà trên người dính giày tro bụi. Cô bạn cố gắng nói gì đó nhưng nhanh chóng bị ngã gục xuống đất. Trở lại hiện tại, Will và Eva dừng chân tại một nhà nghỉ. Họ nhìn thấy một số người đàn ông đang cầm súng ở một trong các phòng. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn kệ mẹ và ngủ lại nơi này. Ngày hôm sau, trước khi vào rừng, Eva nhất quyết muốn ăn bữa ăn cuối cùng ở nhà hàng. Will miễn cưỡng ok bé muốn gì anh cũng chiều và họ ghé vào một quán ăn gần đó. Tại đây, TV đưa tin rằng các nhà khoa học tại Trung tâm Tái sinh và Tái tạo Dân số Hoa Kỳ đã tạo ra một phôi thai nhân tạo. Thí nghiệm cho thấy phôi thai này sống được đến một tháng và cho rằng đây là một thành tựu lịch sử. Nhiều chính quyền trên thế giới đã hết mực ca ngợi thành tích này vì đây có thể là mở đường cho hành trình phục hồi dân số sau khi tìm ra phương pháp chữa khỏi virus SNV21. Tin tức cũng báo cáo rằng chính phủ liên bang đã tăng phần thưởng cho việc tìm được một người phụ nữ Mỹ còn sống lên đến $2,000,000. Khi mọi người đang xem TV, mấy thằng em khá bảnh ở nhà nghỉ cũng đến quán ăn và múa quạt trước tin tức này. Để làm cho câu chuyện lâm ly bi đát hơn, Eva đột nhiên bị chảy máu tai. Điều đó báo hiệu rằng thần chết đang sắp ghé thăm cô. Khi Will nhìn thấy, anh ta vội vàng đưa cô ra khỏi quán ăn mà không thèm trả tiền. Thật không may, điều này thu hút sự chú ý của một người đàn ông tên Arthur và cậu con trai mới lớn tên Casey. Cả hai đều ngờ ngợ nhận ra rằng Eva là một trúc anh đài cải trang thành nam nhân. Ngay sau đó, Eva bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Nó khiến Will hốt hoảng sợ lòi le vì đây là biểu hiện cho giai đoạn đầu của bệnh. Will đau đớn, Will gục gã mà đọc rap cho Eva nghe về toàn bộ các giai đoạn của bệnh, khiến cô ấy giận tím người. Vậy nên, Eva ra lệnh dừng xe rồi lao vào bụi rậm gần đó. Đi được một lúc, cô ấy kiệt sức và ngồi khóc nức nở. Lát sau, cô ta trở lại và tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng mấy chốc, họ đi bộ vào rừng để tìm đường đi tiếp thì họ phát hiện ra một thác nước bí ẩn. Trong lúc Will đau đớn khi nghĩ đến việc sắp đánh mất tình yêu đời mình thì Eva lại vui vẻ. Enjoy the moment cuối đời cùng người yêu. Cảnh phim lại hồi tưởng về quá khứ. Sau khi Caroline bất tỉnh do tiếp xúc với tro bụi, Will và Eva ngay lập tức đưa cô bạn đến bệnh viện nhưng ngay sau đó, cô được tuyên bố là đã chết. Khi cặp đôi đang đi dọc hành lang bệnh viện thì họ nhận ra rằng chỉ có phụ nữ mới bị nhiễm căn bệnh bí ẩn này. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, cả hai liền lẻn vào một căn phòng lấy trộm hai bộ đồ bảo hộ để bảo vệ mình trước tro bụi bên ngoài, sau đó đi dọc lối thoát hiểm và lẻn ra ngoài. Khi họ trở về nhà, họ gọi cho cha của Eva tên Mahesh, người cũng là một bác sĩ. Ông nói rằng ở tro bụi đã có ở nơi họ đang sống, nó đã giết chết hàng nghìn phụ nữ nơi đây. Sau đó, ông ấy chỉ cho cặp đôi thiết lập một nơi cách ly và Will ngay lập tức vào việc. Anh ấy bắt đầu bảo vệ ngôi nhà bằng cách dán kẽ hở, che lại đồ nội thất và dùng chất tẩy rửa làm sạch. Trong khi Will hì hục dọn và chuẩn bị như một con, thì Eva rất chi là chiêu và thờ ơ với nhân sinh. Will thức cả đêm để đun nước chuẩn bị. Trời sáng, anh ấy đến cửa hàng để lấy thức ăn đóng hộp để chuẩn bị bữa sáng. Anh ta cũng đặt đèn cực tím xung quanh ngôi nhà nghĩ rằng nó sẽ diệt mầm bệnh và vi trùng trong phạm vi vài bước chân. Hơn nữa, anh luôn cố tránh xa Eva vì biết rằng mình có khả năng truyền bệnh cho cô. Vài tháng trôi qua và virus vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của ngày càng nhiều người. Cuối cùng, chính phủ yêu cầu tất cả phụ nữ phải tự đến nộp mình cho các cơ sở y tế do chính phủ kiểm soát cho dự án Embryo, một dự án tìm cách tái tạo dân số trên trái đất. Chính phủ đồng thời cũng kiểm soát các phương tiện truyền thông múa may quay cuồng, xạo lòn những điều tốt về các trung tâm giam giữ này để lùa gà. Nhưng trên mạng nhanh chóng tràn ngập các thuyết âm mưu về các thí nghiệm khủng khiếp được tiến hành trên phụ nữ. Do đó, Will từ chối đưa Eva cho chính phủ và anh đã đóng một chiếc giường trú ẩn để cô có thể trốn vào khi cần thiết. Vài tháng sau, Will dần trở nên hoang tưởng cực độ, và từng chút một, anh ta tước đoạt đi tất cả sự tự do của Eva. Anh thậm chí còn cấm cô dùng điện thoại vì sợ rằng chính phủ có thể theo dõi họ. Điếu còn ai để nói chuyện, Eva tìm đến một diễn đàn trực tuyến bí mật toàn phụ nữ để bầu bạn. Will năn nỉ Eva khô mồm rằng đừng sử dụng diễn đàn nhưng cô ấy bảo đẹp. Vì những người phụ nữ sống sót ở đây là niềm hỗ trợ an ủi duy nhất của cô ấy. Nhưng dần dần, những người sống sót trong cuộc trò chuyện cũng tiếp tục giảm dần, khiến Eva cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trở lại hiện tại, Will và Eva đi bộ hàng giờ đồng hồ và trên đường đi, Eva tiếp tục chụp ảnh hưởng thụ. Vào ban đêm, họ đốt lửa và dựng trại. Eva Nulo cởi áo chào hàng với Will bằng cách giúp cô tháo băng keo quấn quanh ngực. Tuy nhiên, Will vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh qua giúp đỡ và ngay lập tức giãn cách với cô ấy và quay trở lại lều của mình.
Ngày hôm sau, họ tiếp tục hành trình, Eva tiếp tục cố gắng động viên và cổ vũ Will. Cuối cùng Will cũng tươi tỉnh và dạy Eva cách bắn súng. Mặt khác, chúng ta thấy hai cha con ở quán ăn Arthur và Casey đang lái xe trong rừng. Họ rất muốn bắt Eva để nhận phần thưởng 2 triệu đô. Hóa ra họ đã theo cặp đôi vào rừng bằng cách sử dụng bản đồ mà họ để quên ở quán ăn. Ngay sau đó, cả hai cũng tiến vào rừng và cầm theo súng. Đến đêm, Eva và Will lại dựng trại và khi họ đang tiến hành tập thể dục thì Eva bất ngờ lên cơn động kinh và co giật. Will sợ tím người cố gắng xoa đầu cô để giúp cô đỡ hơn. Ngày hôm sau, Eva thức dậy sớm đến sông lấy nước. Khi quay lại, cô thấy từ xa cha con Arthur và Casey đang bắt Will làm con tin. Họ trói chặt anh ấy vào một cái cây. Ngay sau đó, Arthur nhìn thấy Eva và đuổi theo cô ấy nhưng cô ấy đã trốn thoát được. Không còn lựa chọn nào khác, cặp cha con tiếp tục bắt Will làm con tin với hy vọng Eva sẽ trở lại vì người yêu. Vào ban đêm, Casey cầm súng trường canh gác cho cha anh ngủ. Eva thì lên kế hoạch hành động. Đến đêm khuya, cô ấy xuất hiện trong bộ dạng trần như nhộng để dụ dỗ đánh lạc hướng Casey, cậu bé mới nhú này. Cậu ta ngay giây trước còn đang nhớ về người bạn gái cũ đã mất thì giây sau miệng há muốn rớt xuống đất, nước miếng thành dòng. Mắt không dám chớp nhìn Eva vì đã hơn một năm không được gặp một người phụ nữ nào. Eva đã ngay lập tức thượng một gậy vào người cậu ta. Đúng là chết vì gái là cái chết êm ái. Sau đó, cô cởi trói cho Will và không để khán giả màn ảnh phải đợi lâu. Will nhặt ngay khẩu súng trường và bắn chết Arthur đang say giấc nồng trong lều. Cảnh phim sau đó lại quay về quá khứ. Đó là ngày thứ 400 kể từ khi đại dịch. Eva nhận được nhiều cuộc gọi từ cha cô ấy. Điều này khiến cô lo lắng vì họ đã thỏa thuận không gọi điện cho nhau vì lý do bảo mật. Nhận thấy có điều bất ổn đã xảy ra, cô nhất quyết đòi nói chuyện với cha mình nhưng Will chỉ đồng ý nếu gọi video tắt camera và mic. Trong cuộc gọi, cha của Eva bối rối nói rằng chính phủ đã bắt mẹ cô, dù bà đã ngoài 60 tuổi. Sau đó, người cha bật khóc và mong muốn được gặp lại con gái, thì bỗng Eva giật mồng lên vì xúc động rồi bật camera và mic lên, khiến Will hú hồn chim én giật lại và cúp máy ngay. Eva gào lên và nhào vô solo tới nái với Will, đổ lỗi cho anh ta vì đã khiến cô ấy bị mắc kẹt. Sau đó, mẹ này còn giành lấy súng và ra lệnh cho Will chim cút mãi mãi. Sau khi Will miễn cưỡng rời đi, Eva thấy hình ảnh thác nước trên laptop của cô ấy. Nó khiến cô liên tưởng đến sự tươi đẹp, bình yên, tình yêu và sự tự do nên cô ấy báo cho quyết định sống chết ra ngoài. Mặc bộ đồ bảo hộ và lao lên tầng thượng khu chung cư. Trở lại hiện tại, Will và Eva tiếp tục cuộc hành trình của họ và cuối cùng họ cũng đến được thác nước bí ẩn đó. Ở đó, cặp đôi ôm nhau. Đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhỏ. Họ hôn nhau và Eva chụp một bức ảnh tự sướng. Tuy cô ấy tiếp tục chảy máu, nhưng Eva cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc và bình yên nơi đây làm cô ấy cảm thấy mình đang tạo gánh nặng cho Will. Họ hôn nhau, chụp hình, cùng tận hưởng những giây phút cuối cùng của Eva. Cô mỉm cười, biết rằng người mình yêu sẽ sớm có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó là toàn bộ nội dung của bộ phim Hậu Tận Thế ngày hôm nay. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Du Cây Review nhé.